Mưa lớn, cát tràn xuống vùi lấp ô tô, xe máy ở Bình Thuận. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 5, giao thông trên tuyến đường ven biển Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận bị tê liệt nhiều giờ do cát tràn từ trên đồi xuống đường, vùi lấp xe cộ. Sáng ngày 21 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Mai Trọng Bình, phó Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết Lực lượng thanh tra sở đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tiết giao thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, do ảnh hưởng sạt lở sau cơn mưa lớn. Hiện, các lực lượng đang dọn dẹp cát, các phương tiện cần chọn lộ trình phù hợp. Dự kiến đến chiều nay, tuyến đường sẽ được lưu thông trở lại sau khi đảm bảo an toàn, ông Bình cho hay. Theo đó, cơn mưa lớn đêm ngày 20 tháng 5 đã gây sự cố khiến cát tràn ra đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài từ trạm quan chắc đến một nhà hàng trên địa bàn cát tràn trên đồi cao khiến một chiếc xe khách 52 chỗ, một chiếc xe 16 chỗ, một chiếc xe máy bị mắc kẹt trong cát. Ngay sau đó để đảm bảo an toàn xe cộ qua lại lực lượng chức năng đã chặn hai chiều đường để ngăn người dân lưu thông vào khu vực này. Tại phường Hàm Tiến, mưa lớn cũng làm cát tràn ra đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn nhà hàng số 74 Nguyễn Đình Chiểu, kéo dài một đoạn khoảng 500 mét. Trên đường tràn xuống, lũ cát đỏ vùi lấp một nhà dân, rất may không có ai trong nhà và vùi 10 xe máy đang để ở nhà xe lớp cát đặc quánh cùng nước mưa đọng trên đường, cát còn tràn vào trước một nhà hàng lớn tại đây. Hai xe tải cùng một xe du lịch 16 chỗ bị trôn bánh tại chỗ, nhiều xe máy không thể đi qua. Cũng trong sáng nay, ông Lê Văn Trơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố cát tràn. Phó Chủ tịch yêu cầu các lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố thống kê thiệt hại trong sự cố cát tràn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.